Sư cho con hỏi chùa có xuất gia gieo duyên quanh năm không sư, mỗi đợt mấy tháng và xuất gia gieo duyên để trả hiếu luôn phải không sư? À, cái chuyện xuất gia gieo duyên á, thì chùa có thể xuất gia quanh năm, nhưng mà nếu như mà chỉ có một vị á, thì đôi khi là chùa cũng kẹt là phải sắp xếp cái người để dạy quý vị. Rồi sắp xếp cái, nói chung là đâu thể nào mà chỉ đơn giản cho quý vị đắp cái y rồi quăng xó đó được. Là phải điều động nhân sự, người dạy nè, rồi người chăm sóc, người lo lắng. Thành ra là nếu như mà mình tập trung á, vài người á, thì nó hay hơn là chỉ có một cá nhân. Như là đợt tới chuẩn bị là vô hạ đó, thì cũng chuẩn bị là cho một vài vị xuất gia gieo duyên. À, và cũng xuất gia luôn. Thì nếu như mà quý vị được thì đăng ký trước hạ ha. Còn sau này quanh năm như thế nào thì sư vẫn khuyên là nên đăng ký vài người, chứ còn chỉ có một người á thì nó cũng khó cho các sư. À, ở đây có cái chỗ là xuất gia gieo duyên để trả hiếu ấy, thì tôi cũng nói cái này chút xíu là thường thường mình hay đây là nó dính tới cái phong tục tập quán của bên người dân tộc Khmer. Nhưng mà ở đây quý vị nên biết ấy, là hãy cứ xuất gia là trả hiếu này, nó quý vị nghĩ như vậy nó quý vị giống như là xem nhẹ xuất gia quá, giống như xem nhẹ xuất gia quá. Giống như mình xà con có cái iPhone 13, 14 tí gì đó, mình xài hết chức năng, mình mua cái iPhone về cái mình xài, mình để nghe gọi không ạ, mình xài hết chức năng của nó, thì nhiên nhiên cái đi xuất gia trả hiếu, đúng xuất gia cũng có một phần là để trả hiếu. Bây giờ quý vị lục hết bộ kinh này, năm bộ kinh Nikaya, 7 cuốn lực, gồm mấy cuốn gì pháp hết trơn, không có chỗ nào Phật nói này chắc tỳ kheo các ông xuất gia là trả hiếu cả. Nhưng đúng là có một phần là xuất gia là cũng có lợi cho cha mẹ đấy. Nhưng mà xin thưa quý vị, mình xuất gia nè, mình lo cho mình còn sẽ nè, lo cho mình tối ngày quay qua với lễ phạm giới nè, kinh lực nè, luận nè, học chết luôn, không có để không biết chốt chết luôn, rồi hành trì sao nè. Ở đó mà quý vị lo cho mình không xong, trả hiếu cái gì. Nhưng bên cạnh đó mình xuất gia thì cha mẹ mình sẽ có sự lợi ích. Cái này quý vị tìm hiểu thêm trong Milan Đà, người con xuất gia cha mẹ được cái phước gì. Nhưng mà nó giống như mà mình cứ nghĩ xuất gia là để trả hiếu, thì giống như mình mua iPhone về mình để nghe gọi vậy đó, mình để nghe gọi vậy đó. Giống như ông giám đốc ông đi kinh đồ không à, ông có ngồi trên văn phòng để ông làm những cái chuyện của giám đốc. Cho nên mình cứ nghĩ xuất gia mới trả hiếu, quý vị ở nhà vì trả hiếu được đấy. Cho nên đi gây một cái thế rồi rất là hiểu nông cạn về giá trị của sự xuất gia. Thì cái này quý vị phải tìm hiểu thêm về về xuất gia này nọ, cái hà vân vân, để mà mình không có lầm tưởng rằng là cứ đi tu trả hiếu, không biết trả hiếu được không, chứ có khi coi chừng mình đi tu mình tội lúc luôn á, thật sự như vậy. Cho nên mình học thêm để mình tìm hiểu đi, chứ cứ theo cái quán tính nào đó giờ ai cũng nói đi tu là trả hiếu. Đúng, thực sự là có một phần là khi mình xuất gia đó, mẹ cho mình đi xuất gia nó sẽ có một cái phần phước báo nào đó, có cái sự phước báo riêng. Nhưng mà giống như là mình đánh giá không hết cái sự xuất gia nó vĩ đại như cỡ nào, mình cứ đi xuất gia là trả hiếu. Giống như bào ngư di cá mình ăn cho để no, ta ăn ta thưởng thức nè, không vâng. Thì ở đây tôi muốn nhắc thêm chút chị cái phần thấy chỗ này trả hiếu mình có thêm vậy thôi.